Chào mừng các bạn đến với kênh Quỳnh Đức. Hôm nay Quỳnh Đức một vlog nay đi móc dưa leo. Mọi người thấy đám dưa ở sau bị ngập nước rồi, bây giờ người ta bỏ mình đi quay vẽ ra đi móc dưa leo rồi. Mà mọi người hướng mắt về màn hình theo chân mình đi coi mình móc dưa leo nha. Lội dưới nước đó, thấy dưa leo không? Dưa leo nè, đó người ta bỏ rồi đó mọi người. Đó, trời ơi, trái dưa leo ngon không mọi người? Nhỏ nhỏ không à, nó non ngon lắm. Dưa leo này mà luộc chấm chao khoai tương ngon mất ngay luôn. Ừ, cái dưa leo to quá. Ham quá mọi người ơi. Hôm nay mình lội sình luôn, lội nước luôn. Đó, những trái dưa leo nhỏ nhỏ không? Dưa leo non à, ngọt ngắt ngay luôn. Đó nè, thấy không? Vô mánh đó mọi người ơi. Này mình lấy cái chiếc xuồng của người ta để dành bẻ dưa leo nè, là để lại ở đây là mình lấy mình chở dưa leo luôn. Đó, thấy hàm không mọi người? Đây là ở dưới quê nha, miền Tây. Ồ, dưa leo trái nhỏ nhỏ vậy nè mọi người, lớn vậy nè, ngón tay vậy nè, ngon lắm. Vô chấm muối ớt thôi là ngon nhất nách luôn. Nè thấy chưa đó. Nè ở ngoài nắng mình lội nước mọi người, xin nước. Nè thấy chưa, hấp dẫn không? Có chiếc xuồng nữa nè thấy không mọi người? Chiếc xuồng người ta làm để dành bẻ dưa leo á, quá nhiều luôn mọi người. Trái non non nhỏ nhỏ vậy nè, ngon cực kỳ luôn. Thấy không? Đây nó đi nhiều quá. Để mắc ham quá mọi người. Nè, đó, mới mình bẻ mới bẻ tí xíu rồi. Mà được nhiều đó. Có trái dưa leo siêu to khổng lồ luôn mọi người. Chưa mọi người đó. Trái dưa leo sinh đôi luôn nè mọi người ơi, đó thấy không? À, hai trái dưa leo nè dính liền lại với nhau luôn. Này mình đi có một mình nha mọi người, mình đi có một mình rồi mình tự quay luôn. Trước giờ mình cũng làm như vậy, mình chỉ quay có một mình tự nấu ăn, tự quay có một mình luôn. Vất vả quá mọi người. Rồi mọi người xem ủng hộ kênh mình với nha, cho mình một like, một share, một lượt đăng ký nha mọi người. Cảm ơn tất cả mọi người nhiều nha. Nắng quá, kéo khẩu trang lên tí. Trời ơi, trời ơi. Khúc này ít quá mọi người. Hình như người ta móc, khúc này người ta móc hết hay gì nên mình không có thấy. Ồ, khúc trước có mọi người. Khúc này hết trái rồi. À, khúc này có nữa nè. Đó, ngon không?
Đây nữa nè mọi người. Đây nữa nè. Nhiều quá mọi người, ham quá. Nhìn ham thật luôn á nè. Lát cái mình hái xong cái mình đi mót xong cái hồi mình quay thành quả được bao nhiêu cho mọi người xem nha. Siêu to khổng lồ luôn. Nhưng mấy trái nhỏ nó lại ngon hơn mấy trái to mọi người. Nó ngọt hơn rất nhiều luôn. Quá nhìn ham mà mọi người ơi, mê quá. Này chắc mình bẻ hết cái đám dưa này chắc chở cắm cái xuồng này luôn quá. Trái dưa leo ngon mọi người ơi, nè thấy chưa? Đó. Nhiều quá mọi người ơi. Quá chừng luôn rồi. Này dưa leo mình mót cho mọi người, người ta bỏ rồi đó. Nước ngập lên rồi người ta bỏ xong. Giờ còn những trái nó nhỏ nhỏ bây giờ nó lớn lên lại á. Chưa rồi, khúc này bớt nắng nè, kéo khẩu trang xuống tí cũng ngập thở mọi người, kéo khẩu trang lội nước lội sình nè, nó cũng ngập thở. Thấy chưa hả? Nè mọi người, mình mới bẻ có tí thôi mà được nhiều đó mọi người, chắc cũng có khoảng 2-3 kg như vậy đó. Đi mót rồi, bữa nay trúng mánh luôn rồi. Này chắc mình bán lại quá mọi người ơi, nhiều quá. Củ quả mắc quá nên mình thấy vậy mình đi mót ăn cho nó đỡ tốn, vừa có ăn mà ở tốn tiền nữa, khỏi tốn tiền nữa mọi người. Có nhà ít nha, dưa leo sạch nha mọi người, không có phân thuốc nè nên có sâu nè ha. Tại vì lúc người ta trồng người ta còn xịt phân thuốc, nhưng bây giờ đó, người ta bỏ, người ta không có xịt phân thuốc nữa. Nên nó chỉ lớn thiên nhiên tự nhiên thôi, không có phân thuốc nên ăn mình đỡ. Đỡ bệnh lắm. Nhưng mọi người á, thì đi ra chợ á, thường thường á, là mua dưa leo không có sâu, sạch đẹp. Dưa leo ngon mà thật. Thật sự là ba cái dưa leo đó là phân thuốc không mọi người, nên nó không có sâu. Còn dưa leo mà đây đường trái ngon quá mọi người. Dưa leo mà nó có sâu không phân thuốc á, nhìn trái nó không có đẹp như những trái dưa leo mà nó có phân thuốc nha mọi người. Nó sẽ không đẹp bằng, nhưng mà nó lại tốt hơn. Tại vì nó không có phân thuốc nên mình ăn nó đỡ bị bệnh lắm. Ôi bên kia nhìn nhiều quá, clip bên kia kìa. Clip này hình như nó hết rồi. Ôi bị héo luôn rồi, uổng quá. Clip này dài quá, mình không qua bên kia được. Mình phải đi vòng qua bên kia mình mới đi lại được, chứ không có đi tắt qua bên kia được nữa. Nhất là mấy trái dưa leo nhỏ nhỏ ngón tay út mình vậy nè, mấy trái như này ha, chấm muối một cái nó ngọt thôi, vừa rửa nước muối là ha, chấm nước muối, chấm muối ớt một cái rồi, ngon nhất nách luôn. Cái to quá già dạ. Mình không bỏ là mọi người, mấy trái nhỏ nhỏ tí tí nó ngọt thanh thao luôn.
Nói là ngọt như đường cát, mát như đường phèn. Trời ơi, lên chơi. Thôi từ từ, từ từ. Nhiều cái mình bẻ về nhiều cái mình cho bà con dòng họ sớm ghiền ngưỡng ít ít họ ăn. Ăn lấy vị. À, mình tự quay nha mọi người. Đó. Tiếp tục hành trình mọi người, mình qua clip mới rồi. Qua cái clip này không biết là nó có trái nhiều không nữa nè. Ồ, cũng được, mấy trái. Mệt quá. Một cái clip hết trái rồi. Cái nhỏ nhỏ thôi mà. Cái này hình như bị ai bẻ rồi, ai đi mót trước rồi. Dạ, gai nó đầm ngứa quá mọi người. Cái này ít rồi, bị ai mót rồi. Ai mót trước mình này nên không còn nhiều. Mấy trái à. Dừng chút đi. Ôi, tới đây lội nãy giờ mệt quá mọi người. Không có. Tới đây được hai trái. Ngon quá. Ở đây được trái nữa nè. Mà dưa leo cuối mùa không biết nó có bị nhẵn không nữa, mình chưa có ăn thử nữa. Không biết nó có bị nhẵn không, nghe người ta nói là dưa leo cuối mùa nó hay bị nhẵn, không biết sao. Mình tạm dừng nha, hồi có khúc có dưa leo nhiều mình quay tiếp nha mọi người. Ấy, hành trình sang clip mới mọi người. Ây da, rớt nữa. Đây, rất là nhiều trái mọi người. Cái dưa leo ngon quá, đẹp quá. Có dưa leo chín luôn mọi người. À, dưa leo chín luôn. Ham quá. Mê quá đi. À, thấy chưa. Này trúng bánh luôn mọi người. Mày mất dừa bữa nay. Bán chỗ này chắc làm giàu luôn quá. Đó, mọi người. Ồ, trái dưa leo siêu to khổng lồ luôn mọi người ơi. Thank you.
là chết hết trơn rồi mọi người nè, nó khô dây hết trơn luôn à, nó khúc này không có trái ấy. Rồi, này đựng trái xa mới đựng trái này, ít lại à. Qua clip bên kia hết trái hết trơn, cô dây hết rồi không có trái. Ồ đây trái mọi người bị héo rồi, trái này hết ngọt rồi. Mệt quá, lá mồ hôi hết trơn. Ôi được cái dưa leo ngon quá mọi người. Đó thấy chưa, rồi thấy không, cái dưa leo rất ngon. Đó, quá đã quá. Đây cái mấy dưa leo nhỏ nhỏ vậy cho mấy thằng cụ tí nữa, mấy thằng tí nhỏ mình để nhà nhỏ nhỏ nó phái lắm. Trái không có trái, sao mà mệt dữ ta. Thấy chưa, được một trái nữa nè. Ui ở đây được trái ngon quá mọi người. Nó xỉu luôn vậy đó. Một trái luôn nha. Đó, ở đây một trái rất ngon luôn mọi người. Cái dưa leo đó. Mình lúc có trên cao con trái luôn. Bây giờ mình bẻ cho mình chưa ăn thử, để mình lấy một trái mình ăn thử coi nó ngọt không nha mọi người. Rửa nước xong luôn. Nãy mình quên đâm chén muối đem theo ăn. À, tính sợ không có dưa nên không có đâm muối đem theo. Cái giòn mà nó ngọt mọi người ơi. Quá ngọt mà thơm lắm. Đúng là dưa leo ngon, không phân thuốc. Quá trời ngọt luôn. Quá ngon. Mình đi qua clip bên kia mình bẻ tiếp. Đây mình có một trái. Quá ngọt. Quá trời ngọt luôn mọi người. Trên bờ luôn hả? À, kéo lên đường mương lên trên bờ luôn á. Có clip nào nhiều đâu mà đi bẻ. Giờ hên xui rồi mọi người, không biết clip nào có nhiều đâu.
Thôi clip này nó sập rồi, mình đi clip bên đây. Đẩy xuống. Nặng vậy. Trời ơi, mình bỏ quên nước, nước nhẹt hết trơn trong túi, rồi nước hết trơn. Ít cháy, đây ta mót hết rồi. Vô clip bên này thì bẻ chiếc này là vô luôn rồi mọi người, hết rồi. Rồi clip là clip cuối cùng mọi người. Rồi clip cuối cùng mà sao lỗi nãy giờ không thấy trái nào hết luôn. Rồi, ở trên đây con trái mình chui. Chui qua đây. Một trái. Vất vả lắm mọi người. Này gọi là muốn ăn phải lăn vào bếp. Mà không phải bếp mà là muốn ăn phải lăn ra giường. Ô cũng được, clip này cũng nhiều. Không ít. Chui vào cái lỗ à. Đeo lên kia cá nữa. Đây những cái clip dưa leo người ta trồng đó mọi người. Trồng liếp liếp hàng vậy đó. Ở sau là vườn cây, rồi ở sau nữa là ruộng của người ta đó mọi người. Cái này là đất của mình, nhưng mà mình đi nên mình không có làm được nên mình cho người ta thuê lại, mình cho người ta thuê nên người ta trồng đó, trồng dưa leo trồng này kia. À, mấy cái mã đó là mã của ông bà ngoại với mẹ của mình đó. Mình đi trên bờ mình vẽ clip bên đây xong rồi mình phải lội xuống cái mương này rồi mình vô luôn mọi người. Rồi cái khúc này nó bị sập rồi. À, nó sập hết trơn mọi người. Hả? Sập nằm chầm bẹp dưới nước hết trơn luôn. Số tài sản khổng lồ như leo. Rồi cũng ớn dò chết nè, sợ miếng ốc ở dưới. Rồi về nhẹ cũng không lợi mạnh.
Nhớ dưa leo. Ôi, trái dưa leo ngon quá. Đây mọi người, trái dưa leo quá ngon. Dưa leo này là người ta trồng, là người ta bẻ dưa leo nhất đó mọi người. Dưa nước này dưa leo nhất này mắc tiền đó. Ở quê gà nó đẻ nó cục tác nó lạ làng vậy giờ đắt chân vậy đó mọi người. Chứ không phải như gà công nghiệp mà nó đẻ. Gà quê là nó đẻ nó cục tác là vậy trời đất. Nhiều khi ngủ trưa mà ngủ không được quạo với nó luôn á. Hết trái rồi mọi người. Hết rồi mọi người. Ở đây là cái trại của người ta để người ta ở đây người ta mướn đất của mình ta trồng dưa leo, người ta giữ dưa leo mọi người. Đó. Đó là cái trại của người ta đó. Mệt quá. Đi qua bên đây thêm nữa. Bên đây còn mấy lít. Ở đây lát mình vô mình lụm. Bây giờ không có đem cái gì theo đựng hết, lội trên bờ. Có trái dưa leo ngon quá nè mọi người. Leo rất ngon luôn.
siêu to khổng lồ luôn mọi người. Video hai mọi người, đây là thành quả mình đi móc dưa hôm nay nè mọi người, đó, đống dưa luôn ha.